xưa tu mừ mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương, thấy không? Còn cái người mà hạ ngơn trời Phật thả tù, niệm một tiếng Phật, Phật bù bờ câu. Quý vị, quý vị mà giống như là cái người mà một kiếp mà tu mà cố chí làm lành mà chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, chương trình được trao đổi về vấn đề đạo đức tu hành nơi khu vực vùng bảy núi rất là linh thiêng. Tại vì Thất Sơn bảy núi nằm kề, khi đi có bệnh khi về bình an, nghĩa là hôm nay chúng ta được một cái may duyên trở về vùng Thất Sơn, và đặc biệt hơn thì được gặp anh Sáu Mẹo sẽ trao đổi vài nét về giáo lý của Đức Thầy, và trên con đường tu tập các pháp môn để tu hành làm sao để chúng ta dội rửa đi tất cả những cái tâm phàm. Và Đức Thầy cho biết là trao sửa tâm phàm, tìm cội cũ. Thì xin kính mời anh Sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến, thì tiếp theo đại hậu để mà yêu cầu chúng tôi nhắc lại những lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy, làm một món quà đầu xuân để tặng cho toàn thể chư quý vị. Thường thường thế thì con tầm ăn lá dâu xanh, nhã cuộn, tơ mành để đền ơn cho chủ, thì chúng tôi thì cũng ăn cơm cũng đàn na thí chủ, hoặc là thọ ơn những cái những người hảo tâm giúp đỡ về vật chất, về tinh thần, thì chúng tôi cũng có nói lại những cái điều, những tinh thần đạo đức để đền đáp lại cái công ơn của toàn thể chư quý vị đã gửi tặng cho chúng tôi. Và kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến, thì ngày nay cũng là ngày mùng 3 đầu năm năm dần, thì theo Đức Thầy chỉ dạy đó, thì Đức Thầy nói tu kiếp kiếp, nếu không kẻo chởi chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Thì chúng ta mà tu mà tới chết đó ha, thì cái người này đó là phải có sâu duyên Phật ha. Sâu duyên Phật mới có tu được, còn nhân duyên cạn đó là thời kỳ này vật chất dân minh chiều chuộng đủ thứ, là danh lợi tình ăn ngủ là ngũ dục này nó xây dòng là khó mà để giác ngộ. Mà thời kỳ này mà cái người mà giác ngộ được đó là có nhân duyên sâu đó quý vị. Cho nên đó là bây giờ á, cái người mà muốn sống cõi đời này đó mà được hạnh phúc đó, không có gì hơn là con người phải có đạo đức, con người phải biết tội phước nhân quả, thì ông sống trong gia đình mới có thể là thuận hòa, rồi đối xử với mọi người có đạo đức thì mới có thể là tốt đẹp được. Còn không thôi đó ha, không có biết đó ha, thì sống trong cái chỗ là vô minh, là tâm tối, là tạo những cái ác nghiệp. Bây giờ theo bây giờ đó, Đức Thầy nói vậy nè, cõi đời này đó là giả tạm, là giả tạm, là không có thật. Thân ta còn gài đó, mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp. Mà của thế gian này đó thì sắc thân không thật, thì ở ngoài của cải gì có gì đâu thật. Nhưng mà Đức Thầy nói đó, ở thế gian giường thể trốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Ở đây là cái cõi khổ, ở đây là ở trong tù, mà mình không có biết, mình tưởng ở đây là
mình là cái người có tiền xuống đó, mình hưởng phước, mà có khi cũng có tiền xuống cũng có nữa, mà có khi ở dưới lên cũng có nữa. Cho nên có tiền xuống là xuống đây là hưởng phước, mà khi hưởng phước rồi đó mà không tu đó thì nó xuống luôn. Cho nên cái mẫu chuyện mà đào thai lên cõi trời, con đi cô này tu hành ha, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, xuất gia tu hành tinh tấn rồi, khi mà hết phước ở ta bà, cái cô ni cô này chưa có chứng đắc, chưa chứng đắc rồi biết sao không, thì phải đạo thai mới nằm trong mà lục đạo luân hồi đi đâu giờ. Rồi cái đầu cái ni cô này cứ nhờ cái cô giữ giới trang nghiêm thanh tịnh đó, cổ mà chết rồi có đạo thai lên cõi trời, cõi trời sống hữu phước một thời gian đó, khi hết phước ở cõi trời đó thì cô ni cô này mới là mới xuống là đạo thai xuống làm người, cái đầu ở trên cõi trời xuống đầu xuống làm người, hết khước rồi xuống đầu tụt xuống nó làm con gái con quan đó. Mà quý vị nghĩ con gái con quan là cưới là thái tử công chúa rồi, gần con của vua rồi, cho nên con gái con quan là hưởng khước là đầy đủ chân vật chất chân rồi. Lúc này á là con gái con quan là lo hưởng khước không ạ, ăn chơi là danh lợi tình không, là hưởng có phước không, không có là nghĩ về cái kiếp trước của mình tu. Cho nên cái làm gái của ông quan cuối cùng cái hưởng hết cái phước rồi, cái cuối cùng xuống đâu biết không, đâu xuống nữa, tại vì cái người tu thiền mà chưa chứng đắc á thì nó phải chẳng nằm trong lục đạo luân hồi chứ có gì đâu vợ. Cho nên cái đầu con gái của ông quan xuống là làm đầu hai làm con heo đó, nó xuống cái kiếp người á, xuống cái người làm con gái của con heo á, mà con heo tơ này đó ha, nó lạ hơn con heo kia. Con heo tơ này cái răng của nó bằng hột ngọc, nó chiếu ra ánh sáng như là kim cương vậy đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn với là A Nan đi ngang một cái nhà của nông dân, thì Đức Thế Tôn dòm thấy cái con heo tơ này sao mà nó có cái hàm răng mà nó như ngọc, nó chiếu ra ánh sáng. Thì Đức Thế Tôn ngay quan sát, Đức Thế Tôn coi sao, tại sao mà có con heo này nó lạ hơn heo kia mà nó có cái hàm răng trắng mà hột ngọc. Thì Đức Thế Tôn quán xét á, thì thấy là đầu tiên dân á là thấy một cái người mà Nico này ha, là đã xuất gia tu hành giữ giới tu hành tinh tấn, nhưng mà khi mà cô Nico này mà không có đắc đạo được đó, sáu căn chưa thanh tịnh đó, thì chứng quả là hán á mới thoát ly sinh tử. Còn mà Nhất Lai và Thất Lai á, thì nó còn nằm ở trong chỗ là bảy kiếp. Thất Lai á thì bảy kiếp luân hồi là một hoặc là bảy kiếp là, cho nên là nhất lai là một kiếp, Thất Lai là bảy kiếp. Cho nên ba quả đầu đó tu vào hoàng a la hàm a la hán là ba quả đầu đó, là Nhất Lai và Thất Lai là phải bảy kiếp. Tới cái quả thứ tư đó, là cái bậc la hán là mới đạt lậu trần thông, mà lậu trần thông đó là mới là thoát ly sinh tử, là chứng quả là hán là cái quả thứ tư đó. Thì có cô ni cô này á là chưa có đắc đạo được, cho nên á tu mà giữ giới trang nghiêm biết sao không, đào thai lên cõi trời mà hết khước gọi cái đầu xuống làm con gái ăn quan, mà con quái gái ăn quan không biết tu hưởng khước không, rồi lo ăn chơi không, xuống làm con heo. Mà khi Thế Tôn đi là A Nan ngang một cái nhà mà nông dân đó, thì thấy cái con heo này có cái răng trắng sát gì đó, thì Thế Tôn là quán xét, Thế Tôn mới mỉm cười. Thì A Nan hỏi Phật: thưa Thế Tôn, mà Thế Tôn nhìn cái con heo này sao mà Thế Tôn mà mỉm cười? Thì Đức Thế Tôn nói: con heo này nó lạ hơn heo kia, con heo này có hàm răng trắng hột ngọc vậy đó, cho nên Đức Thế Tôn dòm thấy nó lạ hơn. Đức Thế Tôn dòm thấy vậy đó, cho nên Đức Thế Tôn mỉm cười. Nhưng mà Thế Tôn là quán xét căn cơ đó, là do tiền kiếp trước á, là kiếp đầu tiên đó là do Nico này xuất gia tu hành giữ giới, cho nên là chưa có chứng đắc được, chưa có giải thoát được, cho nên đào thai lên cõi trời, mà khi hưởng phước hết phước rồi nó xuống làm con gái con quan, mà con gái con quan nó không biết tu hưởng phước không, mà cuối cùng là làm con heo. Cho nên là Thế Tôn là chỉ quán xét cái căn cơ vậy thôi. Cho nên cái người tu đó, tu mừ mới là đắc đạo. Nay một tu cũng đáo Tây Phương, thấy không? Còn cái người mà hạ ơn trời Phật tha tù,
niệm một tiếng Phật, Phật bù bờ câu. Quý vị, quý vị mà giống như là cái người mà một kiếp mà tu mà cố chí làm lành mà chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc đó, kiếp mà giảng sanh đó là nó ngang hàng với một cái bậc la hán đó. Tại vì cái bậc la hán là tu 10 kiếp mới thoát ly sinh tử. Còn mà ba quả đầu rồi Nhất Lai và Thất Lai là còn là còn luân hồi. Còn mà mình một kiếp mà niệm Phật mà giữ giới đó ha, mà giảng sanh đó ha, là ngang hàng với bậc la hán. Tại ta tu tinh tấn cực khổ gian nan tới 10 kiếp, mà bây giờ mà mình tu mà niệm Phật mà giữ giới đó ha, một kiếp mà giảng sanh đó ngang hàng bậc la hán. Cho nên bây giờ đó, ai mà muốn một kiếp mà giảng sanh đó, một kiếp mà thoát ly sinh tử đó, như Đức Thầy chỉ dạy, nếu ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mơ đồ, dứt cuộc luân hồi. Bây giờ niệm Phật phải nhớ Phật, phải làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Như bây giờ bà niệm Phật á, bây giờ niệm Phật nó có hai cách. Một là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm 6 chữ. Hai là niệm Phật, là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật cho lòng của mình, nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn chuột nhiễm chẳng ai. Cái từ bản lai là gì? Bản là gốc, lai là trở lại, mà trở lại gốc là trở lại là cái tâm Phật đó, cái tâm giác đó là tâm bản lai. Mà cái người nào mà niệm Phật đó, mà vừa niệm Phật mà niệm bản lai đó, thì cái người này tôi bảo đảm hiện tại sống trong cõi đời này, tuy là đời vật chất văn minh chiều chuộng thật, nhưng mà cái người niệm Phật phải biết rằng mình niệm Phật phải giác, mình niệm Phật phải giống như tâm Phật, rồi có từ bi hỷ xả, thì được như vậy mới có thể là sống cái cõi đời này niệm Phật mà sống trong phiền não mà không bị phiền não trói buộc. Mình niệm Phật mà niệm bản lai thanh tịnh của Phật mà nương theo đó mà được chẳng còn chuột nhiễm chẳng ai, thì cái từ bản lai là cái tâm giác đó. Mà cái người mà niệm Phật sống trong mà vô minh, phiền não, tham sân si, trong này là cái cổ khổ mà họ không khổ. Tại sao vậy? Thì biết rằng cái cõi đời này thân chúng ta cũng tạm mượn đất nước gió lửa, thân chúng ta cũng là thân giả. Giá thân này tu đổi lấy chân thân, dịp lành mắt muôn lần không thể kiếm, sanh ra gặp đạo màu là của hiếm, có duyên xưa chứ không phải chuyện bất ngờ, gán tu hành chứ đợi phút nào ngơ. Cho nên là nhất tâm được, có ngày thành đạo được. Cái người mà nhất tâm đó ha, niệm Phật thì không thay đổi, một tâm là đi đến cái mức là tới mãn kiếp, là một tâm là để niệm Phật. Cái thứ hai, một tâm là cái từ bản lai, là phải biết cái sự giác ngộ, giác là Phật, mê là chúng sanh. Cho nên đó, mình sống cái cõi đời này mình phải có giác ngộ, mà giác ngộ trong giác ngộ này mình phải có cái sự ngộ ra những cái lý Đức Thầy đã chỉ dạy. Giờ mình ngộ ra những một hai lý thôi ha, một hai ý thôi. Cái ngộ ra là mình biết những cái lời Đức Thầy chỉ dạy, là cái cõi này á là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, là cõi này là cõi khổ. Cho nên á, Đức Thầy dắt á, khổ thứ nhất sự sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù, buổi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lỏng bồng, ta cởi
sơ những điều bi thống. Mẹ no cơm chặt chọi khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần. Cắt tiếng khóc nếm mùi vương thới. Cho nên chúng ta ngộ một hai ý thôi là chúng ta có thể tu là an lạc liền. Cũng như là Đức Thầy nói đó, khổ thứ nhất, sự sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù, thấy không? Buổi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lỏng bổng, ta cởi sơ những điều bi thống. Mẹ no cơm chặt chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cắt tiếng khóc nếm mùi vương thế. Cho nên đó, Thầy nói đoạn thứ ba, ma bệnh làm nhân, đeo hình phạt sát thân ô uế, bởi thời thế chuyển xây biến thể, khi muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thấy không? Cho nên mình ngộ được một hai ý thôi ha, có thể là làm một cái món quà để mình giác ngộ, để mình niệm Phật, để mình giác, rồi mình tu là hết cái cuộc đời mình được rồi, rồi mãn kiếp rồi là mình giải thoát rồi, hiện tại mình an lạc rồi, mình ngộ những cái lý mà như Đức Thầy nói ra, con người đó ở thế gian này có gì đâu sung sướng đâu, là Thầy nói đó, cái người mà dù cho giàu đi, người Đức Thầy nói là đến cái giai đoạn mà bệnh đau đó ha, rồi chết đó ha, rồi dù cho mình giàu có đi, nhưng mà Đức Thầy nói giàu ẩn nơi cùng cốc lâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi, thấy không? Tới giờ chết rồi tử thần dù cho mình trốn là non núi cốc am gì cũng mà bắt tử thần cũng bắt à, hoặc là nhiều phương thuốc ngừa sau ngăn trước, ngừa cách này cách kia cũng không thoát lực tình quần à. Thấy không? Cho nên là giàu thì cũng nằm cái chỗ là cũng tử à, cũng chết à. Cho nên đó là cái đoạn mà Đức Thầy nói cái khổ theo quý vị mà ngộ được vài ý thôi là quý vị là cũng có thể giác ngộ được rồi. Cho nên Đức Thầy nói mà cái đoạn thứ năm đó ha, cái khổ mà cái người mà giác ngộ cái câu này đó, hồi đó tôi giác ngộ tu là cũng nhờ cái đoạn thứ năm này nè. Đức Thầy nói đoạn thứ năm, nghĩ si tìm cõi, cầu chẳng thành những việc thích tham, ở trên đời ai cũng lầm tham, muốn phước họ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu sinh là lúa, không được thì bực tức ưu phiền, nó cả tâm thần điêu đứng đảo điên, vậy có khổ, vậy có phải khổ hay là chẳng? Cho nên cái người mà không được thì bực tức ưu phiền, không có thì khổ có năm thôi à. Cũng gì mà muốn cái đó mà có cái mà mình thích đó ha, cái danh lợi tình mà không có mình mong cầu đó, không có thì khổ có năm, mà có thì khổ tới mười. Tại sao vậy? Mắt thì thương tiếc, được thì nhìn hết hơi, ham danh, ham lợi, ham tình, ham nào cũng khiến hồn linh đỏ đài. Cho nên đó, cái khổ ở đây đó là chưa nói cái dạng mà chia ly, chưa nói cái dạng mà chết. Nói cái dạng chết đó là còn khổ nữa, là do nguyên nhân con người luân hồi, nằm có chỗ là liên ái, sống trong anh em, rồi dòng họ, rồi vợ chồng, rồi cha con, do cái tình mình sống lâu ngày đó quý vị, rồi mình mới liên ái. Trong cái chỗ liên ái này đó, rồi khi cái người thân mình mất đi rồi mình mới khóc rồi cái đầu mình không có giữ tâm thanh tịnh được, rồi cái người giác ngộ rồi biết rồi, ai cũng phải chết, cha mẹ ông bà mình cái già cũng chết, rồi cha mẹ ông bà mình bệnh đau cũng chết, rồi người thân mình cũng chết, rồi đến giai đoạn là chồng vợ cuối cùng cũng chia ly. Cho nên Đức Thầy nói cái đoạn thứ sáu đó ha, tôi ngộ một cái á, là tôi muốn khóc luôn á. Khóc là gì? Khóc là để cho mình giác ngộ bằng tu. Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bồng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót, ở thế gian mấy ai thoát lọt,
nợ gia đình đeo đâm căn duyên, cơn nguy nghèo ha, cơn nguy nghèo thân thể chân chiên, kẻ lưu lạc người chờ trong mãi, cuộc tan hiệp hiệp tan ăn ái, đến xong đời để lại sầu u, cái khổ này giàu lắm chí mu cũng chung chịu như người trăm tối. Cái người trí, cái người ngu, cái người sang, cái người hèn gì cũng phải chịu, là phải chịu khổ, phải chịu chia lìa. Cho nên cái người giác ngộ rồi biết được rồi, bây giờ ai cũng phải sống, ai cũng phải là già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, thì thường ngày mình được đặt nặng nữa. Mà muốn đừng đặt nặng thì phải có sự tu. Tu là có sự giác ngộ. Mà có sự giác ngộ đây là phải sống trong bản lai. Bản lai là sống trong giác. Mà cái trong giác này đó là khi đi, quý vị phải biết đi đâu đây. Đi đạo đức thì cứ việc tốt cho đi, đi việc gì mà có lợi cho mọi người chúng sanh á, có đạo đức thì cứ đi. Còn mà đi mà không có đạo đức á, đi mà cái vào tứ đổ tường đó, đi vào cái chỗ mà cờ bạc đó, thì đi những cái điều này càng đi thì càng tội, càng đi thì nghiệp càng chồng chất, thấy không? Cho nên trước khi đi phải coi đi đâu. Thời chưa tu đó thì muốn đi đâu đi. Bây giờ giác ngộ rồi, muốn nói phải nói điều lành. Có nói gì có đụng chạm với ai không? Nói gì nói mình có đạo đức, lựa điều tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thoát ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì phường có phúc dư, bằng tích ác quả ương đeo đấm. Hồi xưa đó, rồi mình muốn ăn gì ăn nha, không sợ ai buồn, không sợ ai khổ. Bây giờ mình ăn bằng tương trao, ăn cái chỗ giác ngộ. Còn không có giác ngộ đó, ăn cá, ăn thịt, giết người ta, ăn cho ngon thì nằm trong lục căn. Lỡ ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thăng tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho khủy tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc sâu hình, với chức phận cho cao cho quý, thấy không? Sau đường ấy ở trong tâm mi, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Còn mình không có giác ngộ ha, những lời Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy đó ha, sống cõi đời này á, sống lâu tạo nghiệp nhiều, sống lâu làm cho ta khổ nhiều. Còn cái người mà giác ngộ tu á, càng sống lâu nghiệp chướng càng nhẹ, càng sống lâu phiền não càng bớt, càng sống lâu phước đức càng nhiều. Còn cái người mà không có giác ngộ đó thì ý theo cái ý mình nó sung sướng không à, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặt. Cho nên có giống sẵn không âu trồng tỉa, ước mơ suông há dễ được ăn, thấy không? Cũng như mà có giống mà không trồng tỉa, mà ước mơ không sao có được. Cho nên Đức Thầy nói á, cái cõi này là cái cõi là vô minh. Vô minh là không sáng, là con người bị vô minh là tâm tối, mơ sai gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Cho nên nó do là 12 duyên sanh à, nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia không có dứt. Cái chỗ mà là gì lục căn đó, nó tiếp xúc lục trần. Mà vì tiếp xúc lục trần đó là mới có lục thức đó, là mới sanh ra là ái rồi mới bảo thủ, phải không? À, ái là thọ cảm bảo thủ rồi, thì cái chỗ này nó vì cái chỗ thành thói quen, cái là con người luân hồi cái gì không có gì hết. Cho nên ngộ được những cái lý á, niệm Phật mà niệm cái bản lai á, cái tự giác đó, thì lúc này á, lúc gì quý vị nói năng quý vị biết, tư tưởng quý vị là biết cái điều chánh tà, thì biết chánh tà thì lúc này lúc quý vị đối xử thận nghịch quý vị đều biết. Thì cho nên Đức Thầy nói niệm Phật à, là niệm Phật để nhớ Phật, để gán làm bốn đại đức của Phật, chẳng ngày sau chứng quả như ngài. Thì trong mà niệm Phật bốn đại đức mà trong đó nó có bản lai ha, là bản lai là chúng ta giác ngộ đó. Thì bốn đại đức là từ bi hỷ xả. Từ bi là ban vui cứu khổ,
hỷ là thường thường ăn vui làm những việc lành, giàu gặp hoàn cảnh trái nghịch, chẳng gì thế mà sanh lòng buồn bã. Còn đức xả đó, ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lỗi, thấy không? Mà nhìn cõi đời này đó, chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái, thấy không? Chẳng chấp một pháp nào trên thế gian này á, sẵn lòng lìa tha thứ hết những ai tối tâm lầm lỗi đó. Những người mà ta nghịch cảnh mà ta làm mình khổ đó, mình tha thứ hết. Mình có từ bi xả được thì mình thương họ. Giống như mình không tu á, mình với họ cũng giống nhau à. Mình cũng hơn thua với họ, mình cũng tham sân si với họ, mình cũng tứ đổ tường, đậu sắc tài khí, mình cũng nằm trong ngũ dục. Ngũ dục là gì? Danh, lợi, tình, ăn ngủ. Mình không tu mình cũng ham à. Ha, thích cái gì à, ai thích gì thích đấy à. Còn mình có tu rồi mình nghĩ cái này á, là mình hưởng đây á, thì nằm trong là ngũ dục hoặc là lục căn. Lục căn là nhãn sắc thường hay bản biểu, tai nghe những điều âm thanh, mắt cái tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn hương hay lết lại gần, lữ ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thăng thăm xuống muốn tiền cô đến, đặng ăn xài cho khỏi tâm tình. À, ý thì ưa sửa sắc cho hình, giới chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt đó rồi, thì nằm trong lục căn này. À, mình không tu mình cũng kẹt trong lục căn này. Bây giờ ai muốn hết khổ á thì ngộ những cái lý là chắc thân này ở trong bụng mẹ là chẳng thấy trời chăng bị bao bọc đó, là khi mà sanh ra rồi đó con người nó quên trơn rồi, thông minh bác sĩ gì đó quên trơn rồi, chỉ ở trong bụng mẹ chẳng thấy trời chăng bao bọc rồi, ăn những tinh huyết đó ra ngoài ngu đần, bác sĩ kỹ sư gì ra ngoài cũng bắt học lại chứ a còn học lại đó, cho nên bây giờ có thông minh gì đâu. Rồi ra đời á sự học chỉ biết thôi, mà dù cho mình học đi mà không có giác ngộ, không có bản lai của Phật đó ha, thì dù cho là nằm trong là sanh tử luân hồi à, thấy không? Cho nên đó là nghĩa kinh lý đạo cũng thông, sáu câu lục tự nằm lầm cũng quên, như gì biết thở nào nên con đường sanh tử xuống lên hoài hoài à. Dù cho là kinh sử lão thông đi, nhưng mà sáu câu lục tự nằm lầm cũng quên, như gì biết thở nào nên con đường sanh tử xuống lên hoài hoài chứ có chứ. Cho nên cái người mà niệm Phật nó có hai cách, một là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sáu chữ, hai là niệm bản lai là niệm cái giác đó. Thì cái người mà tu thiền đó là niệm bản lai đó, là niệm cái giác. Còn cái người niệm Phật vừa niệm Phật mà vừa niệm bản lai là vừa niệm Phật mà vừa với giới có chứ, tịnh độ giác thiền chỉ dục tâm đó. Cho nên vừa qua thì đầu năm mùng 3 thì chúng tôi có đôi lời thì gửi gắm với toàn thể chư quý vị, thì ai muốn sống trong gia đình mà được hạnh phúc thì phải có biết tội phước, phải có đạo đức thì anh em mới thuận hòa với nhau được. Còn đối xử với cha mẹ phải có đạo đức thì mới có lễ độ. Còn đối với cô bác láng giềng thì quý vị mà không có lòng từ bi đó, chữ hỷ đó, thì quý vị chưa có thể nhịn được. Tại sao vậy? Cái người có lòng nhân đó mới thương họ được. Gặp người mắc đạn đua chen giúp giùm, sát thân là cái công cùm, nếu làm chẳng chọn thú hùm sẽ thay. Thì chúng ta có lòng từ bi mới thương tất cả mọi người. Có lòng từ bi nó thương anh em được, có lòng từ bi có thể là tha thứ được những lời nói và có thể là vì vật chất. Còn không có lòng từ bi đó, vì cái tấm mà ích kỷ đó, thì cái lời nói mình không có quan hệ được. Thì cái người có giác ngộ được đó thì mới có thể tha thứ được. Thì muốn người mà nó được có sự giác ngộ thì phải có từ bi hỷ xả, thì học theo cái hạnh Phật thì quý vị mới có thể là thường ngày sống an lạc được. Còn không thôi đó thì sống trong chỗ là tâm tối mơ say gây tạo ác nghiệp không. Thì đầu năm thì có đôi lời để chia sẻ, thời quý vị cái nào mà dùng được thì xài, thấy không? Không được thì cho qua ha quý vị. Thì đến đây thì nguyện cầu với Đức Phật mười phương từ bi cái hộ cho tất cả hưởng được giáo lý của Đức Phật. Hiện tại biết nhân quả tội phước, hiện tại đối xử anh em trong gia đình có đạo đức,
hiện tại đối xử như đời Đức Thầy chỉ dạy. Điều thứ 8, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ trọn lành, trọn sáng, về cõi Tây Phương ăn dưỡng và học đạo hoàn toàn, và trở lại cứu giúp chúng sanh, và mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, và hưởng công niệm Phật, gác yên lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật.